Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, hiện nay xu hướng xây nhà có một khoảng vườn nhỏ trước cửa để trồng hoa, cây cảnh đang ngày càng thịnh hành. Nhiều gia chủ gửi thắc mắc về cho phú quý tài lộc rằng, cây trồng trước nhà có tác động phong thủy rất lớn, vậy tôi nên trồng cây gì để cải thiện tài vận, thu hút năng lượng tích cực vào nhà? Đây cũng là câu hỏi chung của rất nhiều người. Trên thực tế, không phải loài cây nào cảnh cũng đẹp nên trồng trước nhà vì có thể khiến phúc khí tiêu tán. Do vậy, nếu đang băn khoăn trong việc lựa chọn cây phong thủy phù hợp trồng trước cửa nhà, quý vị hãy tham khảo video ngay sau đây. Quý vị hãy nhớ, theo nguyên tắc phong thủy gia đình có 3 khu vực quan trọng mà quý vị phải quan tâm nhất. Đó là cửa chính, phòng ngủ và bếp. Do đó, trước cửa chính, tức là khu vực trước nhà, bày trí cây cối gì, đồ vật gì cần đặc biệt chú ý. Trồng cây phong thủy trước nhà sẽ giúp các gia đình thu hút năng lượng tích cực, may mắn vào nhà. Vậy thì chúng ta nên trồng loại cây gì là tốt nhất? Loại cây đầu tiên tôi muốn chia sẻ đến quý vị là cây cau cảnh. Quý vị vẫn thường nghe câu hát hoa cau rụng trắng sân nhà em, mà hương cau ngan ngát quanh vườn trầu. Trầu cau là những loại cây rất quen thuộc, được trồng phổ biến ngày xưa. Nhưng đó là cau thường, loại cây phong thủy mà tôi đang nhắc đến lại là cau cảnh. Có lẽ quý vị sẽ bị nhầm lẫn giữa hai loại này. Cây cau cảnh khó ra hoa hơn cau thường, một năm thường nở được có 1-2 lần. Hoa có mùi thơm ngát từng chùm vàng, quả cau cảnh thì lại khá nhỏ, tròn, có màu vàng hoặc đỏ. Các cụ xưa vẫn nói, trước cau sau chuối, ý chỉ cây cau nên trồng ở trước sân nhà. Cây cau cảnh ở đây có ý nghĩa như sự án ngữ, là vật che chắn bảo vệ ngôi nhà quý vị tránh khỏi những nguồn năng lượng độc hại xấu xa. Hơn nữa, trồng cau cảnh trước nhà, quý vị có thể thông qua năng lượng phong thủy của nó mà khai thông vượng khí, may mắn phát tài. Loại cây thứ hai nên trồng trước nhà chính là cây lựu đỏ. Cây lựu trong phong thủy có ý nghĩa gì là một trong những câu hỏi tôi nghĩ được rất nhiều quý vị quan tâm hiện nay. Cứ dịp Tết đến xuân về, quý vị có thể thấy người ta nườm nượp dinh một cây lựu về nhà, bên cạnh cây đào, cây quất là đặc trưng của ngày Tết. Nếu như trước đây cây lựu được ta trồng với mục đích đơn giản chỉ để ăn quả, thì ngày nay chúng ta đã khám phá ra rất nhiều ý nghĩa tốt lành của loại cây này. Quý vị biết không, theo quan niệm phong thủy, thân gỗ của cây lựu đỏ tượng trưng cho sự vững chãi kiên cường. Quả lựu đỏ ở đây rực như những chiếc đèn lồng mang đến may mắn, hỷ sự và phúc lộc cho quý vị. Còn những chùm hoa lựu đỏ chót sẽ giúp chúng ta xua đuổi ma quỷ. Trồng cây lựu trước nhà vì thế mà sẽ giúp quý vị có thêm nhiều tài lộc, tượng trưng cho sự ấm áp, hạnh phúc. Cuối cùng là cây hồng leo. 99% quý vị sẽ chọn trồng các loại cây lâu năm như cây cau cảnh, cây dừa cảnh, cây vạn niên thanh hay các loại cây thuộc họ tre, trúc trước cửa nhà. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, những người yêu hoa lại rộ lên lựa chọn nữ hoàng của các loài hoa, hoa hồng trồng trong nhà. Chơi hoa là thế, nhưng quý vị có bao giờ cân nhắc liệu có nên trồng hoa hồng trước cửa nhà không? Tôi xin được giải đáp đến quý vị như sau. Quý vị hoàn toàn có thể trồng hoa hồng trước nhà, sân vườn, thậm chí là trồng trên ban công nhà mình. Hoa hồng không chỉ đẹp thôi đâu. Trong phong thủy, loài hoa này còn có một ý nghĩa rất đặc biệt, phù hợp với quý vị nào mà thích lãng mạn, nhẹ nhàng một chút. Trồng hoa hồng trước nhà
tôi khuyên quý vị nên trồng hồng leo. Hoa hồng leo tượng trưng cho tình yêu, sự lâu dài, bền vững và viên mãn trong các mối quan hệ, đặc biệt là vợ chồng. Gia đình nào vợ chồng chưa thật sự gắn kết thì trồng hoa hồng leo rất là hợp lý. Hơn nữa, thân cây hoa hồng có gai nhọn, thứ gai nhỏ mà có vỏ này sẽ giúp xua đuổi tà khí bên ngoài, bảo vệ ngôi nhà của quý vị. Hương thơm của hoa hồng cũng sẽ mang đến không khí thoải mái, dễ chịu, giúp tinh thần chúng ta phấn khởi, minh mẫn hơn, làm việc cũng sẽ có hiệu quả hơn. Quý vị có thể thấy ở những ban công khu chung cư, người ta hay có thói quen trồng hồng leo, phần vì họ tin rằng nó đem lại tài lộc may mắn cho họ, phần vì những cây cảnh này giúp họ thấy thoải mái, dễ chịu. Nhất là những chị em yêu thích sự lãng mạn lại cực thích hồng leo. Vậy là tôi đã chia sẻ đến quý anh chị ba loại cây tiêu biểu được ưa chuộng và trồng trước nhà rất tốt, cải thiện phong thủy. Tuy nhiên, tùy theo sở thích mà quý vị có thể tham khảo lựa chọn những loại cây tốt lành khác, không cần quá khắt khe trong vấn đề này. Quan trọng đã trồng cây phải bỏ thời gian chăm sóc, tìm hiểu về nó. Giữ cây luôn tươi tốt, hoa đẹp trái ngọt thì vận may mắn sẽ tự khắc tìm đến quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, nếu quý vị đang băn khoăn chọn cây gì trồng trước nhà thì ba loại cây phong thủy trên đây là những gợi ý rất đáng tham khảo, phải không nào? Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể tìm hiểu và lựa chọn nhiều loại cây khác nhau theo sở thích, bản mệnh, song tuyệt đối không nên lựa chọn những loại cây đại kỵ trong phong thủy sân vườn. Trên thực tế, có những loại cây nếu trồng trước nhà cực kỳ tai hại, kéo vận khí của cả gia đình tuột dốc. Đó là những loại cây nào, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Loại cây đầu tiên nằm trong danh sách cấm kỵ là cây đa. Cây đa giếng nước sân đình là nét đẹp văn hóa ngàn xưa của dân tộc ta. Nhưng quan niệm tâm linh cho rằng những cây to, cây cổ thụ như cây đa thường có nhiều vong hồn trú ngụ. Điều này có thật hay không? Chẳng biết thực hư ra sao, nhưng từ trước đến nay người ta vẫn đồn thổi về những câu chuyện kinh dị liên quan đến cây đa. Cách đây mấy năm, trong lúc trời mưa dông sấm chớp, lúc nửa đêm, người dân làng Choán, xã Thiệu Phúc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa nghe nhiều tiếng sét dữ dội, đinh tai nhức óc. Sét đã đánh trúng cây đa cổ thụ của làng. Khi cây đa chết, xảy ra hiện tượng vào mùa hè, có lúc hàng chục người dân làng Choán bị tâm thần, nói năng lung tung. Có người tự xưng là cô này, thầy kia xuống trần gian để cứu nhân độ thế. Thế mới nói cây đa không biết có vong linh chú ngụ gì hay không, nhưng sự linh thiêng bí ẩn của nó thì tôi chắc chắn không ai dám phủ nhận. Với những loại cây nặng tâm linh như vậy, tốt hơn hết là quý vị không nên trồng trong khuôn viên nhà, đặc biệt là trước cửa nhà. Loại cây thứ hai quý vị cũng không nên trồng trước nhà là cây liễu. Quý vị có thể thấy ở ven hồ người ta trồng rất nhiều cây liễu, dáng vẻ thướt tha dù bóng xuống mặt hồ. Tuy nhiên, đây là loại cây chúng ta tuyệt đối không trồng trước nhà, quý vị nhớ nhé. Một điều dễ nhận thấy nhất là cây liễu có những tán cây lòa xòa, phân nhiều luồng nhánh cản trở năng lượng tốt đi vào nhà. Trong phong thủy học, cây liễu được gọi là cây đào hoa, chính bởi thân nhỏ và mỏng tán rộng ra. Nếu như xung quanh nhà quý vị có nhiều cây liễu, vậy thì chắc chắn rất không tốt cho gia đình. Bố cục này dễ dẫn đến quan hệ vợ chồng bất hòa hoặc có kẻ thứ ba xuất hiện. Cuối cùng là không trồng cây dâu tằm. Cùng với cây liễu, cây đa thì dâu tằm cũng là một loại cây mang âm khí nặng, quý vị tuyệt đối không trồng trước nhà. Tên của cây dâu tằm trong tiếng Hán đọc là tang,
nó khiến ta liên tưởng đến sự tăng tóc và chết chóc. Với ý nghĩa như vậy, nên hầu hết các nhà phong thủy học đều đánh giá loài cây này là loài cây mang lại những điều không may. Lý do thứ hai liên quan đến một số điển cố ở Trung Quốc. Các điển cố này đều chỉ ra rằng cây dâu là loài cây không tốt lành. Sách Hán Thư có viết về một tích ở nước Vệ có bãi dâu ven sông Bộc. Trai gái gần đó thường tới tụ tập hát những câu không đứng đắn. Vì vậy cây dâu gắn liền với những nơi không tốt đẹp, không sạch sẽ. Quý vị cũng có thể thấy là không phải ngẫu nhiên mà loại cây này được cho là cấm kỵ trồng trước nhà. Tuy nhiên, nếu vẫn muốn trồng cây dâu tằm, quý vị có thể trồng phía sau nhà xua đuổi tà ma nhé. Trước nhà là vị trí phong thủy quan trọng, do đó quý vị nên cẩn trọng từ việc đặt gì, trồng cây ra sao để không phạm đại kỵ, giúp hút tài lộc may mắn vào nhà. Phú quý tài lộc cũng khuyến khích quý vị nên trồng cây phong thủy trước nhà. Nó không chỉ mang năng lượng tốt mà còn khiến không gian nhà ở đẹp hơn, không khí trong lành hơn, cải thiện sức khỏe cho mọi người trong gia đình. Phú quý tài lộc xin được chia sẻ 3 loại cây nếu quý vị trồng trước nhà, tiền bạc sẽ ùn ùn kéo đến. Thứ nhất, cây cau cảnh. Thứ hai, cây hồng leo. Và thứ ba, cây lựu đỏ. Phú quý tài lộc, sống thuận phong thủy, phúc lộc ngập tràn.